Đề nghị kỷ luật ông Rời bằng hình thức rút kinh nghiệm sâu sắc. Ông Rời đã và đang mắc những khuyết điểm trầm kha, cần phải có hình thức kỷ luật thích đáng. Tuy nhiên, xét ông Rời thân nhân tốt, chưa bị kỷ luật lần nào, bản thân lại có nhiều thành tích cống hiến, nên đề nghị kỷ luật bằng hình thức rút kinh nghiệm sâu sắc. Mọi người thấy thế nào? Cứ theo những lời biện giải của một số người, ông Rời đã và đang mắc những khuyết điểm trầm kha, phải có hình thức kỷ luật thích đáng trên tinh thần, bất kể người đó là ai. Này nhé, khi những con tàu sắt của bà con ngư dân được nhà nước hỗ trợ để vươn khơi bám biển, bị han gỉ theo những nhà sản xuất lý giải là do bởi nước biển mặn, hay nước biển xưa nay vốn ngọt, nhạt nhạt, giờ bỗng dưng ông Rời biến nó thành mặn, làm han gỉ con tàu của người ta, thế thì phải kỷ luật là lẽ tất yếu đương nhiên. Rồi xưa nay vốn Rời yên biển lặng, nói như cụ Nguyễn Du là bốn phương phẳng lặng, bỗng dưng ông Rời nổi sóng gió lên, làm rạn nứt nhịp cầu vượt biển, thế thì đương nhiên là phải kỷ luật, vì không có sóng gió làm sao cầu lại rạn nứt. Rồi bãi rác xưa nay vốn là chốn thơm tho, giờ bốc mùi hôi thối nồng nặc là do biến đổi khí hậu. Họ giải thích thế mà biến đổi khí hậu là do ông Rời chứ còn do ai nữa, nên phải kỷ luật. Rồi đường cao tốc vừa làm đã ổ voi ổ gà, họ bảo tại mưa đầu mùa tất nhiên là của ông Rời, nắng mưa là bệnh của Rời Nguyễn Bính, mà chả hiểu sao không mưa quanh năm suốt tháng, lại lúc mưa lúc không, mùa mưa mùa không, nên mới có mưa đầu mùa làm hỏng đường xá của người ta. Lại mới đây nhất, dây điện cao thế rơi xuống lúc người dân nơi hiện trường bảo chả có sấm sét gì, họ lại bảo là do có sét. Thật ra là có thể có sét, nhưng ở đâu đó như Na Uy, Thụy Điển chẳng hạn, hoặc xảy ra từ bao giờ đó, năm ngoái, năm kia chẳng hạn. Thế nhưng tại vì ông Rời cứ sấm sét lung tung nên giờ bị kéo đám mây về đây, chứ nếu ông Rời không có sấm sét thì sao lại tại ông Rời được, mà có khi sét ở đây đứt dây Hà Nội, sấm sét ở nơi nào đó làm đứt dây cắp điện ở đây thì sao? Cho nên lại nói như cụ Nguyễn Du là ngẫm hay muôn sự tại Rời, ông Rời gây ra cả. Vì vậy người viết bài này đề nghị kỷ luật ông Rời một cách nghiêm khắc. Tuy nhiên, xét ông Rời có thân nhân tốt, chưa bị kỷ luật lần nào, bản thân lại có nhiều thành tích cống hiến, nên đề nghị kỷ luật bằng hình thức rút kinh nghiệm sâu sắc. Mọi người thấy thế nào?